Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài hộ giá, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, ghi nhớ ba điều này, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục, giàu sang hết phần thiên hạ, tiêu tiền phủ phê. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi phương Đông thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau, có người giàu sang phú quý ở thời điểm này, nhưng lại vỡ nợ, phá sản, xui xẻo ở thời điểm khác và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để có thể vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ôm tiền tỷ về tay. Và quả là trời không phụ lòng người, thầy Tử Vi có tiết lộ, đúng cuối năm 2023 chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp. Và tiền tài đối với tuổi Ất Mão sinh năm 1975, có thể nói, trong thời gian này bản mệnh là làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ. Quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, thoải mái chi tiêu mua sắm đón Tết 2024 âm lịch. Vậy, cụ thể vận trình tử vi cuối năm của Ất Mão sẽ như thế nào? Vận may của con giáp này từ đâu mà đến? Để có thể nắm bắt tốt cơ hội đổi đời thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi nhé. Thần tài hộ giá, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, ghi nhớ ba điều này, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục, giàu sang hết phần thiên hạ, tiêu tiền phủ phê. Kính thưa quý, vị Ất Mão là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất cứ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Từ trung vận trở đi, tuổi Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Ất Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, họ lại có nhược điểm là hay đa tình, do dự và bướng bỉnh. Nhưng bù lại, họ luôn là người đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Người tuổi Ất Mão cũng rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Ở Ất Mão là sự khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Người tuổi Ất Mão rất gắn bó với những ai họ cảm mến, và đặc biệt Ất Mão luôn là người quan tâm tới gia đình. Họ hàng và bè bạn họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận với mọi người xung quanh. Người tuổi Ất Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Trong cuộc sống gia đình, Ất Mão luôn là trung tâm, đó là do họ luôn để dành toàn bộ tiền bạc và công sức để tạo nên một không gian sống đáng yêu nhất. Khiếu thẩm mỹ sẵn có sẽ giúp họ trang hoàng tổ ấm của mình vừa ấm cúng, hài hòa, vừa tinh tế. Với lòng đam mê nghệ thuật, họ luôn dành thời gian cho những gì liên quan đến lĩnh vực này. Hãy nhìn đồ vật xung quanh họ xem, cả một kho báu đấy chứ. Xanh dương là màu may mắn dành cho người tuổi Ất Mão. Người tuổi này cũng thích làm đẹp, ưa trưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Cho dù không có điều kiện về kinh tế, nhưng tuổi Mão sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân.
Họ thích trưng diện những bộ trang phục độc đáo, lạ mắt, không trùng lập với bất kỳ ai. Và đúng như trong thần thoại Trung Quốc, mèo tượng trưng cho sự trường thọ, tinh danh và khôn ngoan, mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu, cách sống nhân ái, dịu dàng, có phần thận trọng, bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dạn dày. Tuy nhiên, cũng vì tính Ất Mão vốn nhân ái, thương người, thích giúp đỡ người khác nhưng lại dễ mắc thị phi, miệng tiếng, làm ơn nên oán, hoặc bị hiểu lầm, tâm Ất Mão tốt, phẩm hạnh cao thượng hơn người, Ất Mão luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Tuy nhiên, đôi khi quá tốt dễ khiến cho người khác lợi dụng, đã bao lần thấm đau vì sự phản bội trở mặt. Vậy nên, Ất Mão ơi, nếu không muốn bản thân bị quá tải, thì nên học cách từ chối khéo léo những yêu cầu vô lý của người khác dần đi nhé. Cùng nhìn lại chặng đường cuộc đời mình, xưa từng có lúc tâm Ất Mão chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân, và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Xưa từng có lúc Ất Mão tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng ta đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi vòng an toàn cố hữu, mong thành công, trông thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư lự bên cạnh gia đình mà mình thương yêu. Xưa từng có lúc Ất Mão cuồng ca một khúc, từng có thời điểm Ất Mão hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống quả thực không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà Ất Mão là đạo diễn, nhưng kịch bản lại là do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điểm thêm vài ba chương bi kịch, dăm ba dòng khổ đau, đấy cũng là khi Ất Mão chìm dần xuống đáy, mỏi mệt và bi ai, nhọc nhằn và vất vả, ngó trái nhìn phải, đếm dọc tìm ngang cũng không thấy lối ra, cũng bủa vây là những khó khăn mỏi mệt, người thương có thể quay lưng, người tin tưởng có thể trở mặt cháo trở. Người Ất Mão từng giúp đỡ, từng tạo điều kiện, từng thoáng chi tiền bạc, thì nhìn Ất Mão rừng rưng coi không phải việc của mình, đời lại còn Ất Mão với đất trời, chỉ là nó nhua màu có đôi phần u tối. Ừ thì đau đấy, buồn đấy, cơ mà có sao đâu, ngã thật sâu, nằm thật lâu, rồi cũng sẽ đứng dậy, chán thật nhiều, nản thật lắm rồi cũng sẽ lại lồm cồm vực dậy với nhiều lửa trong tim. Cuộc sàng lọc đã qua rồi, cho Ất Mão một đôi thiên nhãn vào người, để biết nhìn nhận vạn sự xung quanh, để chỉ còn trân trọng những điều cốt lõi. Cười bình đạm với sự nhạt nhẽo của nhân tính, lòng thản nhiên với sự lạnh lẽo của nhân tình, thiên địa có luật thường hằng. Đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, đằng sau vất vả chính là thời cơ, đằng sau những sự phụ bạc phản bội chính là thời điểm dứt nghiệp quanh người. Để nửa đời dọc ngang còn lại là sự may mắn, sự thuận hòa của trời đất, sự chứng giám của thiên địa cho Ất Mão cuộc sống nhiệm màu và tỏa sáng. Và cuối năm 2023 âm tới, Ất Mão sẽ vô cùng may mắn, đây sẽ là một đoạn nhiều hoa và nhiều nắng, thuận cho những sự khởi đầu hoặc những kế hoạch mới mẻ của Ất Mão Đại Khê Thủy. Tổng quan tử vi cuối năm 2023, tuổi Ất Mão 1975. Thần đồng tiên tri tiết lộ, bước vào thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, Ất Mão sẽ đón nhận nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện nhị hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Về phương diện công việc, sự nghiệp, tử vi 2023 dự báo, sự nghiệp của người tuổi Ất Mão đạt được những bước tiến nhanh chóng ở cuối năm 2023 này, một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện nhị hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với Ất Mão đang làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong thời gian này sẽ không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về phương diện tài lộc, tuổi Ất Mão cuối năm 2023. Người tuổi Ất Mão có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc thời điểm cuối năm 2023 âm lịch này. Do có cục diện nhị hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng.
Với Ất Mão làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Ất Mão làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Để có thể hóa giải năng lượng tiêu cực và củng cố năng lượng tích cực, người tuổi Ất Mão có thể sử dụng các loại tinh dầu, thảo dược và đeo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay để được bảo vệ. Đồng thời bản mệnh nên dùng vòng đeo tỷ hưu, sinh vật thần thoại mang lại may mắn và giàu có cho những ai sở hữu nó. Xét về phong thủy, tỷ hưu thần tài gắn liền với sự giàu có và thịnh vượng thường được sử dụng như một lá bùa may mắn hoặc vật phẩm trang trí để thu hút vận may. Về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão cuối năm 2023 âm lịch. Tử vi dự đoán thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình thật tốt trong thời điểm cuối năm nay. Hãy dành thời gian để trò chuyện với những người thân yêu của bạn về những điều xảy ra trong cuộc sống. Mở lòng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp nhanh chóng và lâu dài cho các vấn đề của mình. Bạn có thể thiền định hoặc đi lễ Phật cầu bình an cho bản thân và gia đình. Điều này sẽ giúp ích cho chính bạn và những người xung quanh. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cầu hung tinh rình rập, anh chị lơ là, mất cảnh giác nên có thể bị té ngã hoặc va quẹt xe cộ. Nhưng nếu thận trọng vấn đề đi lại ắt tránh được họa này. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Dự đoán tình duyên của tuổi Ất Mão 2023 tiết lộ rằng bạn nên tạo ấn tượng tích cực và dành cử chỉ lãng mạn cho người bạn đời của mình. Hãy để tình yêu, sự quan tâm trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ tình cảm quan trọng, nhắc nhở về một tình yêu đang lớn dần trong tim bạn mỗi ngày, giúp bạn có động lực đi được chặng đường dài phía trước. Những tuổi Ất Mão đang độc thân sẽ gặp được người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Cuộc gặp gỡ của bạn với người khác có thể dẫn đến câu chuyện tình đẹp đẽ hoặc cuộc chia tay. Cuối năm Quý Mão 2023 sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp của các cặp vợ chồng vì các sao chiếu mạng thẳng hàng rất có lợi cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyến đi du lịch dành cho cặp đôi với một nửa của mình. Bằng cách này, mối quan hệ của các bạn sẽ thêm sâu sắc và gắn bó. Thời tiết lúc này đã chuyển lạnh, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, nên hiểu rõ tình trạng cơ thể mình để có những phương pháp phù hợp. Dưỡng sinh cổ xưa rất coi trọng thời điểm dương khí bắt đầu sinh, cho rằng dương khí rất quan trọng với cơ thể. Có đủ dương khí cần thiết mới có thể đẩy lùi được bệnh tật. Thế nên khi trời càng lạnh bạn càng cần tìm cách để giữ ấm cơ thể để ngăn ngừa bệnh tật nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. 1. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ nay tới hết tháng 11 âm lịch. Ất Mão may mắn trong tuần này nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ các tinh tử vi, miễn là bạn tin vào năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được bạn. Bằng cách học hỏi không ngừng để nâng tầm giá trị mình lên, bạn ngày càng tiến bộ hơn trong công việc và được nhiều người hỗ trợ. Tháng 11 âm này vẫn tốt cho những việc như ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tuyển nhân viên mới hoặc sửa sang cửa hàng. Nếu làm tự do thì bạn sẽ được một quý nhân chỉ đường dẫn lối vào lúc bế tắc nhất. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ có thực thần xuất hiện. Lộc lá về với tuổi Mão là do bạn suy nghĩ thoáng, không bi quan hay động viên những người xung quanh. Nhờ thế nên bạn có lộc ơn trên ban xuống, không cần cầu vẫn có. Người vừa vượt qua cơn bạo bệnh sẽ thấy khỏe mạnh sống sót là hạnh phúc lớn nhất. Chuyện tình cảm đôi lứa không còn quá quan trọng nữa. Nhiều người đóng vai trò là trụ cột của gia đình và bạn đang làm tốt vai trò đó. Bóng hình của bạn xuất hiện trong ngôi nhà chính là ngọn đèn soi sáng cho người thân bước tiếp. Quý nhân, Ngọ, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, xanh dương, đen, con số may mắn, 40, 30, 19. 2. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 75, trong tháng 12 âm lịch.
Tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, có vẻ như Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng người tuổi Ất Mão vẫn chẳng thể có tâm trạng hân hoan đón Tết, khi còn rất nhiều việc dang dở cần hoàn thiện gấp và cả những áp lực đang đè nặng lên vai bạn. Vận trình công việc trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão không được khởi sắc như bạn đặt kỳ vọng, và thậm chí có phần đi xuống do vận khí bất ổn, khối lượng công việc lớn lại nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ, khiến bạn bị rào cản không thể thoải mái phát huy. Bản thân luôn phải quay cuồng trong một vòng luẩn quẩn, rắc rối, đó là lý do con giáp này cảm thấy bối rối khi bắt đầu lập kế hoạch dài hạn cho thời gian tới. Hãy bình tĩnh để tính toán lại tiến trình của mình, đánh giá lại những mặt đã và chưa làm được, từ đó sẽ dễ dàng hoạch định đường đi phù hợp cho năm tới hơn. May mắn là tài chính vững vàng, không có đột phá nhiều nhưng vẫn tăng nhẹ, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà chủ quan, đề phòng lạm chi do mua sắm quá nhiều. Chuyện tình cảm của tuổi này trong tháng 12 âm lịch có nhiều điểm bất cập, gia đạo dễ xảy ra lục đục, các thành viên trong nhà liên tục mâu thuẫn, khiến không khí gia đình khá ngột ngạt, căng thẳng, vận đào hoa của người độc thân có khởi vượng nhưng duyên mỏng đến rồi lại đi. Con giáp này có thể gặp một vài vấn đề khó chịu do sức khỏe giảm sút, mà nguyên nhân chủ yếu là do áp lực từ công việc và chuyện tình cảm gây ra. Có những chuyện đến bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp, ăn uống ngủ nghỉ thiếu khoa học, dễ đau đầu, sụt cân, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Quý nhân, Ý, Tỵ, Tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc cát tường, đen, đỏ, con số may mắn 34, 75, 11. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão 1975, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt, thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ. Đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn, vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Ất Mão nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Ất Mão, đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Ất Mão nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Canh Dần 1950, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá, Quý Mùi 2003, khá, Mậu Tuất 1958, trung bình, Đinh Hợi 1947, trung bình, Tân Mão 1951, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Thìn 1976, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Canh Thìn 2000, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Quý Mão 1963, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn,
Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi Hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Tiếp theo là cách hóa giải theo phong thủy phi tinh cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cuối năm 2023. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ất Mão có vận trình không mấy khởi sắc khi gặp hạn năm tuổi, thậm chí còn vướng phải những chuyện thị phi, mâu thuẫn nữa. Tiền bạc tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay còn bị nẫng tay trên, thậm chí còn có nguy cơ vướng ha thị phi, kiện tụng. Tuy nhiên, trong thời điểm cận Tết Nguyên đán này, bản mệnh trong năm đạt được nhiều cơ hội thành công trong việc làm ăn, kinh doanh, chuyện tình cảm cũng càng ngày càng thăng hoa rực rỡ. Có điều, sức khỏe của con giáp này năm Quý Mão không được tốt cho lắm, đường công danh sự nghiệp tuy cũng có tăng tiến phần nào, nhưng phát triển không được bền vững, dễ gặp phải trục trặc, trong phúc có họa. Theo phong thủy cửu cung phi tinh 2023 cho thấy, cung chính Bắc trong nhà năm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến những chuyện liên quan đến thị phi hay rắc rối trong công việc. Gia chủ nên đặc biệt lưu tâm, ở vị trí này trong nhà, năm nay kiêng kỵ tiến hành sửa chữa hay động thổ, cũng không nên dùng đồ màu xanh lam, xanh lá, nếu không sẽ có thể hút vận tiểu nhân, mang tới những chuyện thị phi thất thiệt, sự nghiệp khó bề tiến bước. Sao lục bạch chủ về hoạnh tài, quý nhân trong năm 2023 sẽ bay vào phương Đông Nam, người tuổi Ất Mão muốn có người đưa tay giúp đỡ, thì nên lưu ý tới phương vị này trong nhà, đặc biệt để tăng vận tài khí và sự may mắn về tiền bạc. Trong bài trí nhà ở theo phong thủy, mệnh chủ nên dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, di chuyển bớt các vật nặng đi chỗ khác, trưng cây phát lộc tại phương vị này, cát khí của bát bạch thêm phần dồi dào, kích hoạt tài vận hanh thông. Theo phong thủy, người tuổi Ất Mão 1975 mệnh thủy nên chọn cho mình những cây cành màu trắng, màu đại diện cho hành kim, và những màu bản mệnh của mình là màu xanh dương, xanh đen, đại diện cho hành thủy. Trong ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, chính vì thế những màu sắc kiêng kỵ với gia chủ Ất Mão mệnh thủy sẽ là màu vàng, nâu đất, mệnh thổ, màu đỏ, vàng, cam, tím, thuộc mệnh hỏa. Dựa vào tương sinh khắc chế trong ngũ hành, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn cây phong thủy đẹp và tương thích với gia chủ Ất Mão, để đem lại nhiều điều suôn sẻ, vượng khí. Tuổi Ất Mão phù hợp trồng các loại cây như lan chi trắng, cây kim tiền, tùng bồng lai, cây hoa giấy, ngọc ngân, đuôi công xanh. Vật phẩm phong thủy mang may mắn, kích tài lộc cho tuổi Ất Mão 1975. 1. Phật bản mệnh tuổi Ất Mão. Người sinh năm Ất Mão nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát, hay còn gọi là Văn Thù Sư Lợi, là biểu tượng của sự thông minh, trí tuệ sáng. Mang hình tượng Văn Thù Bồ Tát bên mình sẽ giúp mang lại trí tuệ tinh thông, sức mạnh tâm trí, cầu nguyện hàng ngày sẽ giúp công việc, học hành, thi cử của bạn được suôn sẻ, thành công. 2. Đá quý phong thủy cho người tuổi Ất Mão 1975. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, có ngũ hành nạp âm là đại khê thủy. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu xanh lam, đen, trắng, xám, ghi như vòng tay đá aquamarine, vòng tay thạch anh tóc đen,
vòng tay đá núi lửa ô lích, vòng tay thạch anh trắng, vòng tay thạch anh khói. 3. Thuyền buồm phong thủy. Không tự nhiên mà nhiều người còn gọi thuyền buồm phong thủy là chiếc thuyền doanh nhân, vì dường như trong tâm tưởng của người trong lĩnh vực kinh doanh thì chiếc thuyền mang ý nghĩa rất lớn trong phong thủy. Thuyền giúp họ lèo lái con thuyền doanh nghiệp vững chắc, vượt ngàn con sóng khó khăn hay bão tố hiểm nguy để neo đậu bến bờ thành công. Thuyền buồm phong thủy còn là hình ảnh đại diện cho hành thủy, là bản mệnh của gia chủ tuổi Ất Mão, nên càng có ý nghĩa hơn với người tuổi này. 4. Tượng tỳ hưu phong thủy. Mang trên mình mệnh thủy, người tuổi Ất Mão có thể chọn mua tỳ hưu phong thủy hợp mệnh về màu sắc của ngũ hành là điều rất quan trọng để cho người mệnh thủy có thể may mắn, tài lộc, khỏe mạnh, phát đạt, đặc biệt đối với những người làm công việc kinh doanh hoặc người lãnh đạo, quản lý thường chọn tượng tỳ hưu. Từ nguồn năng lượng của tượng tỳ hưu có thể tăng khả năng lãnh đạo, thu hút được nhiều điều may mắn, cân bằng được tâm trạng, cải thiện thúc đẩy các mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. 5. Tượng Phật Di Lặc phong thủy. Còn có tên gọi khác là vị Phật cười, đây là vị Phật tượng trưng cho niềm vui, may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Đặt tượng Phật phong thủy trong nhà sẽ giúp gia chủ tuổi Ất Mão 1975 gặp được nhiều may, tiền bạc bao la, cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Không những vậy, hình ảnh mặt cười của Phật Di Lặc sẽ giúp mọi người xua tan mệt mỏi và phiền lo, mang lại tâm trạng thoải mái và tâm hồn an yên. 6. Tranh sông nước biển cả phong thủy. Là một trong các linh vật hợp tuổi Ất Mão 1975, tranh sông nước biển cả có tác dụng mang lại may mắn trên đường công danh sự nghiệp và sức khỏe cho người tuổi Ất Mão. Hơn nữa, treo tranh trong phòng khách hoặc phòng làm việc còn tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng của người sinh năm 1975. 7. Tượng Tam Dương phong thủy. Tượng Tam Dương phong thủy hay còn gọi là tượng Tam Dương khai thái, đây là tượng phong thủy với hình ảnh ba con dê khỏe khoắn đứng với các tư thế khác nhau. Trong cùng một bức tượng, mẫu tượng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, giúp cho người sở hữu có được nhiều may mắn, bình an, suôn sẻ, thành công trong công việc. 8. Quả cầu thạch anh phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy, thạch anh trắng có tác dụng cầu may và cầu tài lộc rất hữu ích cho chủ nhân tuổi 1975. Không những vậy, khi trưng bày sản phẩm này trong nhà, còn giúp đường tình duyên của gia chủ sớm đơm hoa kết trái, vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc vẹn toàn cho gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị thân mến, mỗi con người chúng ta đều có những rung động năng lượng nhất định, cuộc sống của một người may mắn hay không, gặp xấu hay tốt cũng do rung động năng lượng của họ ở tần số nào, khi rung động năng lượng cao sẽ gặp những người cao nhân quý tướng, khi rung động năng lượng thấp thì tinh thần chán nản, ủ ê mệt mỏi. Nơi mà chúng ta hay qua lại có những rung động thấp thì sẽ kéo con người chúng ta đi xuống theo. Hơn nữa, phong thủy của một người không chỉ là những vật phẩm phong thủy mang trên mình như ngọc, bạc, đồng xu, áo quần. Phong thủy tại tâm, khi tâm tính chúng ta nghĩ tới điều gì sẽ biểu lộ ra ngoài hình tướng. Khi chúng ta thường qua lại với hạng người nào, nơi nào, thì điều đó cũng chính là phong thủy của cuộc đời ta. Ta đam mê thứ gì, ta hành xử ra sao, đó chính là tâm tướng mà phong thủy và nhân tướng học đã dạy tâm tướng hơn hình tướng. Đó cũng chính là lý do mà những nơi ta thường hay xuất hiện sẽ ấm vào cuộc đời chúng ta, sẽ mang lại may hay rủi, người hay qua lại với cao nhân, quý nhân. Nơi tốt lành thì gặp vận may, học hỏi điều này, người hay qua lại với nơi tà khí, ác quỷ, thì trên người hay có mùi tà khí, xú uế. Bởi vậy cổ nhân mới dặn con cháu có ba nơi cực xấu về phong thủy và ảnh hưởng tới tài vận một đời người, thậm chí ảnh hưởng sang cả thế hệ con cháu, nên bạn chớ có qua lại, đó là 1. Những nơi liên quan đến cờ bạc, đỏ đen, may rủi. Thời trước hình thức cờ bạc thường ở dạng sóc đĩa, tổ tôm. Bây giờ thì những nơi này nở rộ và tồn tại nhiều dạng hình tướng, từ online tới offline, từ sóc đĩa, tổ tôm, bài bạc, tài xỉu, cá cược, tới đoán số may mắn, quay số nhận thưởng, lô đề, nhiều người trông vào may rủi. Cứ lần nữa theo câu biết đâu lần này may, và thế là chôn chân ở những chỗ đó mất thời gian mất tiền của mà không còn thời gian làm ăn, kiếm ra tiền tạo tác ra giá trị. Người xưa đã nói, con bạc không trụ được lâu, 10 lần đánh cuộc thì 9 lần thua, của thiên thì trả địa, đánh đề thì ra đê mà ở, nhiều người vì định thử một lần mà rồi thành ra nhiều lần và rồi cuộc đời chìm nghỉm những nơi như vậy, luồng đam mê cuốn đi, thức khuya, ngủ nướng, sống trong bóng tối, trốn chui lùi đêm hôm nên sắc diện của những người này cũng yếu, xanh rớt, giật giờ, mắt chúng thâm quầng khiến cho rung động năng lượng phát ra rất tệ, tướng mạo suy tàn. Mất đi vẻ đạo mạo của tướng đẹp cha mẹ sinh, vun bồi tướng xấu của ma quỷ dạy. Ai cũng trông vào may rủi, thì ai là người thực sản xuất và tạo ra sản phẩm dịch vụ giá trị. Thế nên may rủi cờ bạc không có giá trị, không có phúc chính là ở chỗ đó,
bởi bản thân chúng không tạo ra sản phẩm cho xã hội. Có một số người hồ đồ, khi bị thua thì mang hết tài sản có độ vào chị mong gỡ lại nhưng gỡ không nổi. Lịch sử bao nhiêu năm từ thời xa xưa tới nay người dính vào lô đề cờ bạc đỏ đen, hậu vận đều xấu, con cháu khổ, vợ chồng ly tán, trốn chui lùi nợ nần, đi không thể ngẩng đầu, những nơi cơ bạc cũng thường đi liền với rượu chè đĩ điếm và đánh chửi cãi lộn giang hồ, dọa dẫm chém giết dọa nạt. Chính vì thế nên cờ bạc làm bạn mất phúc tài vẫn đi xuống vì có học được gì tốt lành đâu. Cuộc sống muốn tài vẫn đi lên phải chăm chỉ làm ăn, mở mang trí tuệ, đi ra ngoài bóng sáng, giao tiếp học hỏi. Những kẻ chơi cờ bạc thì đi đêm lén lút, trốn trong hang cùng ngõ hẻm, sát phạt chửi nhau, bậy bạ, chung chạ tùm lum. Điều đó không có chút sinh khí tươi sáng nào cho cuộc sống. Những người mơ mộng làm giàu chỉ sau một đêm thường không kiếm được tiền, cũng không thể sống một cuộc sống ổn định. Bởi cuộc đời là nhân quả, có làm có ăn, đừng chỉ trông may rủi. Vận may chính là do phước phần chúng ta tích lại trước đó chứ không phải tự dưng có. Con đường làm giàu chính đáng và lâu bền chính là tạo ra ý nghĩa giá trị cho cuộc đời này. 2. Tránh xa những bữa tiệc tối vô nghĩa. Quan niệm, nhất quan hệ, nhì tiền tệ đã khiến nhiều người rơi vào nhiều cuộc gặp gỡ xã giao để tạo ra mối quan hệ làm ăn. Nhưng thực chất trong đó nhiều tiệc vô bổ, nhậu nhẹt say xỉn, nói xong quên, các cụ đã nói rồi lời hứa trên bàn nhậu đừng tin. Những mối quan hệ chất lượng sẽ diễn ra trong những cuộc gặp chất lượng, mối quan hệ nhậu nhẹt chỉ tạo ra rất ít giá trị. Những người không tạo ra giá trị thực sự, không có kiến thức, tài năng, thì đi bao nhiêu bữa tiệc cũng là vô ích và còn tổn hại cơ thể vì rượu và vì thiếu ngủ. Nhiều người nghĩ rằng càng đi tiệc nhiều càng nhiều quan hệ, điều đó cũng đúng một phần vì gặp nhiều biết nhiều. Nhưng quan trọng bạn phải tạo ra mối quan hệ chất lượng mới kiếm ra chuyện làm ăn và ra tiền, còn mối quan hệ không chất lượng chỉ là mệt mỏi thêm. Vì vậy, người bình thường chúng ta tốt hơn nên ít tham gia vào các bữa tiệc tối và tiệc rượu. Thứ nhất, bạn sẽ không đạt được gì. Thứ hai, nó sẽ hủy hoại cơ thể bạn. Thế giới thượng lưu xa xưa cũng thường tổ chức tiệc để con cháu họ giao lưu với nhau, nhưng đó đều là những bữa tiệc chọn lọc và giới hạn chứ không phải tiệc vô bổ. Do đó nếu không xác định được bữa tiệc đó có ai, họ có vai trò gì, quan trọng thế nào thì đừng tới lùi, vì chỉ làm mệt thêm và hại sức khỏe. 3. Tránh xa nơi thị phi. Nơi thị phi là đầu đường quán nước, nơi rảnh rỗi ngồi tám chuyện người, là nơi dựng điều tạo vui, bàn chuyện người khác. Nơi tạo ra thị phi thì năng lượng rất xấu, gây ra hiểu lầm mâu thuẫn, đặt điều tiếng xấu cho người khác. Họa từ miệng ra chính là do thị phi dựng chuyện, người dựng chuyện vừa tạo họa bản thân lại mất phước vì làm ảnh hưởng tới người khác. Những nơi thị phi tránh qua, vì đôi khi bạn không nói gì, bạn im lặng nhưng những người khác nhìn thấy bạn ở đó cùng với những người đó thì cũng sẽ bị thăm hỏi liên quan. Để rồi bạn không gây rắc rối, nhưng rắc rối bám lấy bạn, như khi đi qua nơi bị bụi thì bạn không tạo ra bụi, nhưng bụi vẫn bám đầy vai áo. Do vậy, trong cuộc đời muốn tạo phong thủy tốt cho bản thân thì không chỉ là mang vật phẩm phong thủy trên người, trong nhà trưng bày mà còn là chuẩn bị cho một tâm phong thủy. Tránh xa nơi phiền phức xấu xí, tu thân, rèn luyện tâm tính, nâng cao kiến thức trí tuệ, lúc đó phong thủy ắt sẽ tốt, tài vận ắt sẽ lên, công danh ắt sẽ thành. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.